Quý cô bác và anh chị thân mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắp, làm một được 10, vận may liên tục kéo đến, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời, giúp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đổi đời đại gia, cực giàu có, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Vâng, thưa quý vị cô bác thân mến, người xưa có dạy, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, nghĩa là vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương cốt, biết người biết mặt khó biết lòng, trải qua được nhiều chuyện trên đời, chắc cô bác tuổi Mậu Tuất cũng phát hiện lòng người vô cùng phức tạp. Cho dù bạn bè thân thiết nhiều năm, cũng không thể nhìn thấu được tâm can của nhau, thậm chí vợ chồng cũng có thể giấu giếm nhiều bí mật thầm kín. Vận mệnh cũng vậy, có thể những gì ta thấy trong cuộc sống chỉ là bề nổi, điều tiềm tàng thực sự ẩn giấu đằng sau luôn là ẩn số, do đoán mệnh, cầu lợi, tránh họa, cầu may, tránh hung, từ đó thuận theo thiên thời mà bình an hưng vượng, thì chỉ có những bậc tu luyện sở hữu công năng rất mạnh mới có thể thực hiện nổi. Theo giới tu luyện phương Đông, cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nhất định cần tránh 4 điều cấm kỵ này bởi chúng là mầm mống tai ương khổ nạn. Càng phạm phải càng rước họa, tránh được là phú quý an khang, vượng lộc phát tài, tiền đồ mỹ mãn, giàu sang sung sướng đến hết đời. Đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch tới đây, con giáp tuổi Mậu Tuất sẽ có nhiều điểm thăng hoa rực rỡ. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi này sẽ có vận may đảo chiều số mệnh. Cuộc sống thêm nhiều cải thiện tích cực, tiền bạc dư dôi, sự nghiệp thành toại, quan lộ thênh thang, vận may ùn ùn kéo tới, giàu nhanh bất ngờ, mọi thứ đều rất hanh thông thuận lợi. Vậy, cụ thể vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất sẽ ra sao? Trong 6 tháng cuối năm này vận trình may rủi sẽ diễn ra như thế nào? Thì mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây của Minh Đường Tử Vi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Quý vị thân mến, xem tử vi người sinh vào tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu Dương Thổ, địa chi Tuất Dương Thổ, can và chi cùng hành Thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông, xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc ấm no, đa phần những người tuổi Mậu Tuất đều thuộc mẫu người sắc sảo, cứng rắn, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Người tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền, họ trung thực ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội có thể người tuổi Mậu Tuất sẽ gặp phải những chuyện không hay, họ cũng sống rất khép kín, ít cởi mở, nên thường cô đơn trong hành động cũng như tình cảm, họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy tiện phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Đây là đặc tính đặc trưng của can mậu, canh cô mậu quả, lại thêm tính chất của chi tuất là đa năng, thẳng tính, nên phần lớn tuổi này sống sớm xa gia đình. Tuổi Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ thích cầu kỳ trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Con giáp này không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Mậu Tuất hợp với canh dần, bính dần, giáp dần, nhâm ngọ, bính ngọ, mậu ngọ, giáp tuất, mậu tuất, hành thủy, hành mộc và hành hỏa, kỵ với bính thìn, canh thìn và các tuổi mạng kim, mạng thổ, mang hàng can, ất, giáp. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ thân tộc,
sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp, người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn, vì dễ bị phản phúc lừa gạt, cuộc đời tuổi này thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận họ lại an nhàn ấm no vì họ có nghề nghiệp ổn định không phải lông bông. Họ là người có học tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Theo lục thập hoa giáp của Mậu Tuất, ngũ hành nạp âm của tuổi này là bình địa mộc, tức cây mọc giữa đồng bằng. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mang nạp âm bình địa mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người mang nạp âm này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang có, dù việc lớn hay việc nhỏ gì. Họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt được những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc gì đều có kế hoạch. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của người này đều có sự tính toán từ trước. Phần thắng nắm chắc trong tay họ mới tiến hành, bởi thế khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra. Riêng chuyện tình cảm lại cực kỳ tốt, đi đến đâu cũng có người thương kẻ mến, cũng chính điều này mà cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Họ dễ mềm lòng và tha thứ cho những sai sót khuyết thiếu của đối phương, ít khi tranh cãi mà thường nhường nhịn, lấy phần thiệt về mình, cuộc sống gia đình nhờ thế mà êm ấm hạnh phúc lâu bền. Hơn nữa, nhờ sự chịu thương, chịu khó, không chịu đầu hàng số phận, lại thêm bản tính thiện lương của tuổi Mậu Tuất, đã giúp họ tự tích lũy phúc báo cho bản thân, cuộc sống được thần Phật che chở, về sau được hưởng trọn vẹn niềm vui phú quý. Nhìn chung, cuối năm 2024 của tuổi Mậu Tuất chứng kiến khoảng thời gian mà những người này sẽ sống cuộc đời tốt đẹp nhất của họ, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để thử thách bản thân, làm theo trái tim mình và gặt hái thành công, nhất là 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng, phát tài nổ lộc của Mậu Tuất. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão, tiền của ào ào đổ về nhà trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Tuất. Theo dõi tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024, sang 6 tháng cuối năm Giáp Thìn, đương sự hứa hẹn sẽ đón nhận một năm mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh. Do có các tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ giờ giữa chừng thì ắt gặp được thành công ngoài dự kiến. Về công việc sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong thời gian này để không bỏ lỡ thời cơ tốt. 6 tháng cuối năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù vừa bước chân vào một môi trường mới cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ, những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Để bạn có thể vượt qua khó khăn, hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ, đừng do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách rất đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, các mối tốt từ đó mà ra, nếu phải tốn nhiều tiền cho các mối quan hệ hữu hảo, cũng không cần lo lắng, hãy coi đó là một khoản đầu tư giúp bạn kiếm thêm rất nhiều lợi nhuận khác. Về mặt tài lộc, tử vi tuổi Mậu Tuất 6 tháng cuối năm 2024 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân, nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ, thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt,
khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với những Mậu Tuất đam mê kinh doanh, nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong nửa cuối năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu, tiểu hao cho thấy nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý tiết kiệm. Về tình duyên gia đạo, xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp thấy rõ, dưới sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi Mậu Tuất được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng các mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng, bạn cũng chẳng còn thái độ phản cảm như trước, hãy tự tin làm chính bản thân mình. Bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn. Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng hình bóng của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận nhiều tin vui liên tiếp. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Mặt sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất chủ về bố cục, mùi, mão, bán hợp mộc cục, tạo nên tính chất mộc khí khắc thổ, mà ngũ hành thổ đại diện cho dạ dày và lá lách, tỳ vị trong cơ thể con người. Như vậy người tuổi Mậu Tuất nên lưu ý, đường cát trắng và các thực phẩm giàu axit sẽ rất hại cho tỳ vị của bạn, bao gồm cả những đồ uống ngọt, bạn nên hạn chế đồ ăn nhanh và các loại đồ uống có ga. Trái lại, những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ như bí, bí đỏ, cà rốt lại kích thích thức ăn của tỳ vị, chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn. Trong các loại ngũ cốc, kê chính là loại tốt nhất cho hành thổ. Những người tuổi Tuất nên ăn nhiều các món ăn làm từ kê và bí đỏ để cải thiện sức khỏe của mình. Nhìn chung, người tuổi Mậu Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm 2024 này, cũng nhờ sức khỏe ổn định bạn sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá mức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch, chủ về kiếp tài khắc chính tài, địa chi tuất mùi của nguyệt lệnh và bản mệnh tương hình, còn thái tuế và nguyệt lệnh lại bán hợp mộc cục, nó ngụ ý vận trình không cát, người này cần lưu ý sức khỏe người thân trong nhà. Ngoài ra trong quan hệ với anh em họ hàng thì cần lưu ý, có điểm người thân vay tiền mà không trả. Nhìn chung, đây là bố cục tài tinh bị phá, nên tháng 6 âm lịch sẽ khiến bạn rơi vào họa phá tài, mưu cầu tiền bạc cũng khá vất vả. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Mậu Tuất, bản mệnh chịu ảnh hưởng cục diện tương phá, dù trong tháng vận quý nhân khá vượng, nhưng đi kèm theo đó là vận tiểu nhân đeo bám, vậy nên mưu sự thận trọng, tuổi Mậu Tuất làm việc dựa vào sức mình là chính, không trông chờ vào người khác. Với những ai có ý định nhảy việc, cần cân nhắc kỹ càng lợi hại, đừng vì cảm xúc cá nhân chi phối mà hành sự nóng vội kẻo lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Tuất nên xem xét lại cách nhìn người, đừng để những lời xu nịnh của kẻ xấu che tai, che mắt mà đưa ra quyết định vội vàng, tiền mất tật mang là điều khó tránh. Tài vận duy trì ở mức ổn định, các khoản thu chi mất cân đối bạn khó mà tích lũy được nhiều tiền của trong giai đoạn này, tích tiểu thành đại, lấy phương châm tích lũy làm đầu. Ắt có của ăn của để, dù có thiên đức quý nhân đưa đường chỉ lối mang tới không ít mối làm ăn lớn, nhưng nếu tuổi Mậu Tuất nóng vội chủ quan sẽ tuột khỏi tay đơn hàng béo bở.
Trong đầu tư cần hết sức thận trọng, đừng để sai một ly đi một dặm, làm việc theo tư duy logic, chứ không nên để tình cảm, cảm xúc chi phối, có như thế mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Xem tình duyên tuổi Mậu Tuất, chuyện tình cảm của bản mệnh dần đi vào bế tắc, các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn xung đột không ai chịu nhượng bộ. Mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào khi có người thứ ba xuất hiện, người độc thân cẩn thận khi kết giao bạn bè, nhất là nữ mệnh tránh bị lừa gạt. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chán ăn, thiếu vận động và thói quen suy nghĩ tiêu cực là những nguyên nhân chính khiến bạn mệt mỏi như vậy. Ngoài ra, cần đề phòng bệnh cũ tái phát. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 7 âm lịch. Tử vi năm 2024 tuổi Tuất tháng 7 âm lịch, chủ về bố cục thực thần tương sinh chính tài, địa chi nguyệt lệnh, là thân kim ám hợp thái tuế thìn thổ. Đây là bố cục ngụ ý vận trình tình cảm đại cát. Bạn là người trung thủy và rất yêu thương người thân trong gia đình. Người này có quan hệ xã giao rất vượng, là người ổn định, chính trực, tính tình dịu dàng, vun vén gia đình trọn vẹn chu đáo. Người tuổi Mậu Tuất bước vào tháng Nhâm Thân, lịch âm có thất sát tương sinh, dù vận khí bản mệnh mạnh hay yếu thì đều cát lợi. Nguyệt lệnh Nhâm Thân có chính ấn, thiên ấn, tàng địa chi tuất thổ, cùng tương tác với thất sát. Người này vận mệnh mạnh mẽ, tinh thần làm việc dồi dào, dám nằm gai nếm mật, hành sự quyết đoán. Với ấn tín trong tay họ dễ làm nên nghiệp lớn, người theo binh nghiệp dám mạo hiểm xông pha hiểm nguy, có điểm được tuyên dương thăng chức. Người làm công ăn lương thì văn võ song toàn, dễ nắm trong tay quyền lực to lớn, sát thần thiên ấn còn chủ về quyền lực vô hình. Dù không có chức vụ, nhưng bạn luôn được đồng nghiệp nể trọng và hỏi han ý kiến. Đặc biệt, nhân duyên nở rộ, vận trình tương sinh khiến công việc của người này như hổ thêm cánh, rắn thêm chân, vận trình tài lộc của người này hoàn toàn được nguyệt lệnh hỗ trợ. Chính ấn tương sinh thất sát, điềm báo cát tường, với bản tính lương thiện đối nhân xử thế chân thực, có uy tín, làm người lại cần cù tháo vát, nên việc kiếm tiền từ những mối lợi nhỏ với bạn trở nên quá dễ dàng. Nếu như tư tưởng mở rộng dám cải cách thì người làm ăn sẽ đạt nhiều thành công bất ngờ. Về mặt tài chính, thiên ấn đem quyền lực công việc giúp bạn hậu thuẫn đường tài lộc tàng trong thân kim, thiên tài ẩn giấu trong bản mệnh, vốn chỉ các mối lợi không chính thống, vận may các món thu ngoài nghề nghiệp chính. Vì vậy với đường sự nghiệp hanh thông thì người tuổi Mậu Tuất hoàn toàn có quyền hy vọng vào mặt tài lộc bùng nổ trong tháng này. Chuyện tình cảm trong tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất, theo lịch âm dương vô cùng mỹ mãn, theo hỷ dụng thần tự luận thì người tuổi Mậu Tuất tương đối cát lợi, tính cách nhu cương nhịp nhàng, hành động y đôi với lời nói nên dễ dàng được đối phương tin tưởng. Người đang tìm kiếm nửa kia thì có thể vui mừng vì bạn đang trở thành đối tượng của ai đó. Bạn với người ta trở nên tâm đầu ý hợp, tìm ra được nhiều mối tương đồng về nhân sinh quan, sở thích và lối sống. Người có gia đình thì nhờ tài thao lược đảm đang mà gia đình yên ấm cả về vật chất cùng tinh thần. Với mệnh nữ mà nói, người này tư chất thông minh đoan trang, được nhờ cậy vào chồng, có thêm nhiều địa vị xã hội, con cái cũng giỏi giang hiếu kính. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 8 âm lịch. Trong tháng 8 âm lịch, có bố cục thương quan sinh tài, địa chi thắng và bản mạng, tạo thành Dậu Tuất tương hại, thái tuế còn tương xung nguyệt lệnh. Đây là cục diện thương quan, kìm hãm thương quan, điều này ngụ ý, vận trình của bạn bán hung bán cát, nhưng nếu Mậu Tuất biết tận dụng thời cơ, ắt sẽ hóa hung thành cát may mắn cuốn thân. Xem tử vi tài lộc tháng 8 âm của tuổi Mậu Tuất, tài lộc có, nhưng đến muộn, phải cho tới cuối tháng thì tài khí mới tụ, tiền bạc mới ùn ùn kéo về. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương thăng chức. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán, thì nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể, tháng này chuyện buôn bán khá thuận. Bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình, đôi lúc cũng cần một chút máu liều, nhưng đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn. Làm gì cũng cần để đường lui, nên tránh đặt đồ màu đỏ ở phương vị Tây Nam trong văn phòng, dễ gặp họa mất tiền hao của. Tháng 8 âm lịch năm 2024, với người tuổi Mậu Tuất được đánh giá là khá tốt lành và nhiều may mắn, nhờ cát tinh tương trợ, đương sự tháo gỡ được nhiều trở ngại về tinh thần, buông bỏ những điều phiền muộn, vì thế mà sức khỏe, cả tâm trí lẫn thể chất đều được cải thiện đáng kể, vẫn có một vài mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng bản mệnh đứng ra làm chủ mọi việc sớm đều vào đó, gia đạo nhìn chung, vẫn trong ấm ngoài êm, không khiến bạn phải nhọc lòng suy nghĩ. Với mức thu nhập ổn định, người sinh năm 1958 còn hỗ trợ nhiều ít tài chính cho con cháu trong nhà, đời sống vật chất hầu như không phải suy nghĩ, hãy tranh thủ mà hưởng thụ cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 9 âm lịch.
trong tháng có nhiều các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Đặc biệt, có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan ủng hộ, tháng này bản mệnh có điềm báo được tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng. Rất có lợi để tích lũy thêm kinh nghiệm nâng cao chuyên môn, những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, không phải lúc nào cũng sẵn có. Mậu Tuất nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức, hãy chịu khó học hỏi trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Con giáp này còn đón nhận vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại, bạn sẽ phải khá vất vả chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. Có tam hội cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này, dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục tỷ lệ thành công rất cao. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Về tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với tuổi Mậu Tuất, khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè, nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa còn lại, lại có thể đón không khí lãng mạn đầy bất ngờ. Phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất khá ổn định, bạn ý thức việc rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng được cải thiện khá rõ. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch có nguyệt lệnh là Hợi Thủy, bán hợp mộc cục với Thái Tuế Thìn Thổ, thiên can tháng là Ất Mộc, chính tài đồng vượng thiên can năm. Nguyệt lệnh Hợi Thủy lại là thiên hỷ đào hoa tinh của người tuổi Mậu Tuất, đây là một bố cục đại cát đối với bản mệnh. Bạn là người sống chân thành, làm việc cần cù chăm chỉ nên đường kinh doanh khá thuận, chuyện tình cảm mỹ mãn, chỉ không có lợi cho nữ mạng, có điều mâu thuẫn với mẹ chồng. Sang tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Mậu Tuất có thể chuyển biến tích cực, bản mệnh được cấp trên trọng dụng vì những biểu hiện nỗ lực trong suốt thời gian qua, Thái Dương cát tinh ở bên, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, chính là cấp trên, đồng nghiệp, những người hiểu và công nhận năng lực của con giáp này, bạn được trọng dụng và trao những trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy vận trình khó bề được như ý, con giáp này cần phải thay đổi cách nói chuyện ứng xử của mình, sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Ngoài ra Mậu Tuất còn bị tiểu nhân đeo bám liên tục gây ra những chuyện hiểu lầm thị phi, bản mệnh cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng. Xét về đường tài lộc tháng 10 âm của tuổi Mậu Tuất, con giáp này được chính tài cát thần trợ vận nên tài vận khá lý tưởng. Con giáp này hoàn toàn có thể dựa vào công việc chính để nuôi sống bản thân, nếu thấy thời cơ đến thì đừng ngại đưa ra đề xuất tăng lương, tăng thưởng, tăng mức đãi ngộ với cấp trên, chỉ cần đừng mơ tưởng hão huyền mà ảo tưởng về bản thân, chắc chắn cấp trên cũng thấy được những đóng góp từ phía bạn. Có điều, trong tháng các khoản chi phí phát sinh khá nhiều, có thể toàn chuyện nhỏ, nhưng góp lại cũng thành số tiền lớn, tuổi này cần phải cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng mới Bính Tý này, tuổi Mậu Tuất nhận thấy có quá nhiều áp lực trong chuyện tình cảm, có thể xảy ra một vài xung đột mâu thuẫn lớn trong gia đình, cần tiết chế tốt cảm xúc, như thế chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thành không có. Về sức khỏe, tuổi Mậu Tuất nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật, nhất là dân văn phòng lười vận động, có thể mắc phải hàng loạt vấn đề về xương khớp. Công việc tiến hành khá thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn, tài năng và nỗ lực của con giáp tuổi Mậu Tuất lúc này đã được ghi nhận. Bạn nhận được sự chú ý lớn từ những người xung quanh, tuy nhiên, đừng vì quá tự tin mà làm mọi thứ vội vàng, sẽ dễ có lỗi nhỏ và ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn. Tháng này, bạn sẽ nhận ra năng lượng không mệt mỏi của mình, tuy nhiên đừng vội vàng vì chuyện này có thể đang ngăn cản bạn đến với những giới hạn lớn hơn. Làm gì cũng cần tỉ mỉ thận trọng, đừng chủ quan lơ là kẻo mất điểm trước ban lãnh đạo.
Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Tuất lúc này khá tốt, thời điểm bạn rủng rỉnh tiền tiêu, có thể thể hiện sự phóng khoáng của mình trong các cuộc vui với bạn bè, mong muốn được đi du lịch, khám phá mọi nơi cũng sẽ được đánh thức. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc, cân đối với tình hình tài chính hiện tại nữa nhé. Có thể bạn kiếm được khoản tiền kha khá đấy, nhưng việc chi quá nhiều lại dự báo những vấn đề đáng lo cho tài chính tương lai của bản mệnh. Nhất định không được chủ quan tới bất cứ việc gì liên quan tới tiền. Nếu có thể, bạn nên lên kế hoạch trước cho việc chi tiêu, để từng đồng tiền của bạn được sử dụng vào việc ý nghĩa, hạn chế việc mua trước trả sau, kẻo bạn rơi vào vòng luẩn quẩn, chưa hết tháng đã hết tiền đấy nhé. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch, cuối năm chủ điểm đại cát, nguyệt lệnh và thái tuế tương sinh là cục diện chính tài tương sinh chính quan. Nguyệt lệnh sửu thổ tương khắc thái tuế, bản mạng và nguyệt lệnh tương hình, có thể thấy người tuổi Mậu Tuất này có phẩm đức cao thượng, tư chất nho nhã, nên trong công việc luôn có người tương trợ, bạn dễ dàng được cấp trên và khách hàng tin tưởng đề bạt cất nhắc, nên sự nghiệp phát triển khá thuận lợi. Tài lộc của người tuổi Mậu Tuất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024, bạn nắm bắt được xu thế thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, vì vậy mà đạt được những thành tích khiến người khác đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được quyết định thăng chức, tăng lương, những cố gắng của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được ghi nhận và đánh giá cao, đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Tinh thần làm việc hăng say mang tới cho những chú khuyển nhiều thành quả tốt đẹp trong tháng này. Khả năng bạn sẽ phải tăng ca mang việc về nhà làm, tuy nhiên tâm trạng khá thoải mái, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không lo thua thiệt. Với người kinh doanh buôn bán, đây là tháng tất bật nhiều đơn hàng tới tấp, cảm giác việc không lúc nào hết, việc nọ nối tiếp việc kia, yên tâm cuối tháng sẽ được đền bù xứng đáng bằng vật chất. Tài vận của tuổi Mậu Tuất hanh thông bất ngờ, mặc dù áp lực cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của, theo tử vi tháng, sự xuất hiện của thương quan còn mang tới những cơ hội hợp tác làm ăn lớn, việc đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Nhìn chung, các nguồn thu trong tháng đều tăng, túi tiền rủng rỉnh tiêu pha khá thoải mái. Người làm công ăn lương không những nhận được khoản tiền lương thưởng xứng đáng, mà còn có thêm tiền thưởng Tết, tiền hoa hồng, các khoản tặng thưởng quà tặng vân vân, nâng tổng mức thu nhập lên gấp nhiều lần so với bình thường. Có điều, tháng cuối năm nên cần chi tiêu nhiều tiền bạc, cần cân đối tài chính ngay từ đầu tháng, tránh bị thâm hụt vào những khoản không đâu, mua sắm nên tiết chế, cái gì cần mua hãy mua, chưa cần thiết thì đừng lãng phí. Tháng nguyệt lệnh mộc dục ở Tuất, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, có thể tính chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng hoặc sang đầu năm mới. Về phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Tuất không phải lo lắng nhiều, bản mệnh thể trạng tốt, ít bệnh tật nghiêm trọng, ốm đau cũng nhanh khỏi. Có điều, tháng có lộc ăn uống, chú ý một số vấn đề về da, nhiệt miệng, nóng trong, do tiệc tùng rượu bia quá nhiều. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho tín chủ trong thời điểm này, con người sống nơi thế gian, bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng. Nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong tự tại. Đời người ai cũng trải qua những lúc long đong lận đận, có vui, có buồn, sự thăng trầm dường như là không dứt. Có những chuyện khi xảy ra ta cảm thấy chúng thật khó khăn và cao lớn, ta nghĩ không thể vượt qua, tuy nhiên sau này nhìn lại rồi mới thấy những biến cố đó chẳng là gì. Chỉ là một chút ký ức mà thôi, đời người chính là như thế, con người ta nếu có thể lấy tâm thái đó mà vượt qua, thì cuộc đời tự nhiên sẽ là một quá trình tu dưỡng nội tâm. Từ non nớt đến thành thục, đời người có những cảnh giới nội tâm rất cao khó đạt được, nhưng nếu có thể đạt được người ta sẽ sống được thong dong tự tại và thản đãng vô cùng. 1. Đau mà không than là một loại kiên cường. Đại bàng là chúa tể của bầu trời, nếu đau mà dừng vỗ cánh thì sẽ không thể làm chủ khoảng không. Sư tử bị bầy linh cẩu tấn công, hễ đau mà dừng lại kêu gào thì tất trở thành bữa tối trong miệng kẻ khác, cho nên đau đớn mà dừng lại than vãn thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện, quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay. Từ một góc nhìn khác, nhẫn chịu đau đớn thể xác và tinh thần chính là nền tảng của thành công, người có thể làm được như thế tất sẽ thành tựu được nghiệp lớn. Đau mà không than chính là không trốn tránh, dám đối mặt với nỗi buồn khổ, sự xung kích về tinh thần và khó nhọc, sự đau đớn về thể xác. Muốn làm được điều này thì quan trọng nhất là cần tôi luyện được tâm trí kiên cường, đồng thời cũng cần có trí tuệ để chống đỡ lại những sóng gió. Nó cũng có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan mạnh mẽ, với một tín niệm, sau khi mưa gió qua đi, ánh cầu vồng sẽ đến. 2. Cười mà không tranh cãi là một loại rộng lượng. Cổ nhân nói rằng,
Người quân tử luôn thản nhiên tự tại, có tấm lòng bao dung quảng đại. Người tâm địa thiệt thòi chỉ vì cái lợi trước mắt, không những hại người, mà còn hại chính mình, nên mới thường sợ sệt ưu sầu. Đôi khi một nụ cười có thể làm tiêu tan ân oán giữa đôi bên, có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong thế gian, có lẽ nở một nụ cười là động tác đơn giản nhất, nhưng lại hoàn mỹ nhất. Trong cuộc đời có những lúc người ta phải đối mặt với những lời giễu cợt của người khác. Cũng có lúc chúng ta sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Khi ấy nếu cứ nhất quyết phải giải thích tranh biện mãi không thôi, thì rất có thể đẩy họ sang phía đối lập hoàn toàn, cái tâm của bản thân cũng sẽ bị khuấy động, do đó càng thêm loạn, chi bằng giữ một nụ cười trên môi. Và để cho thời gian cuốn trôi tất cả những điều không hay trong cuộc sống, im lặng mà không tranh cãi cũng là một cảnh giới khó đạt được của đời người. 3. Kinh mà không loạn là một loại tĩnh khí. Các bậc hiền nhân xưa nay, càng gặp phải việc lớn kinh thiên động địa, thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Người làm được việc lớn, nhất định là người có tĩnh khí, gặp đại sự mà không loạn, gặp việc lớn mà không loạn, đứng giữa ranh giới được mất mà không mất đi thói quen thường hằng. Là một cảnh giới cao trong thái độ xử thế của đời người, người đối mặt với sóng to gió lớn mà không sợ hãi thất thố, có thể bình tĩnh an định. Phải là người không lo được mất, bảo trì được thái độ bình thản trong tâm, đứng trước một việc, người đó tự có thể sản sinh ra trí tuệ mà hóa giải khó khăn. Tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng, ý nói, trong tay mà có lương thực rồi, thì trong tâm sẽ không lo lắng. Sách của các bậc hiền nhân chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức, trí tuệ của những người đi trước, nâng cao năng lực tinh thần vượt qua được hoang mang sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng thông thái, thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt rộng lớn và suy nghĩ cũng càng thanh tĩnh hơn, đạt đến cảnh giới cao siêu hơn. 4. Mê mà không lạc là một loại trí tuệ. Cổ nhân có một câu rất hay rằng, ai nhi bất thương, đau mà không thương, buồn mà không ủy mị. Khi gặp phải chuyện thống khổ chúng ta có thể buồn bã. Đó cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn đau chúng ta cũng đừng quên rằng, chỉ cần giữ vững thiện lương, trời xanh sẽ tự có an bài tốt nhất. Hơn thế nữa, các tín ngưỡng cổ đại đều nói về sự tồn tại của linh hồn, cho rằng thân thể con người chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của linh hồn mà thôi. Bởi vậy có cách nói rằng, chúng ta đến cõi đời này với hai bàn tay trắng, khi rời khỏi đây cũng là hai bàn tay trắng, những danh, lợi, tình, không thể mang đi được. Sao phải vì điều đó mà đau khổ? Nhưng trong xã hội điều khiến con người cảm thấy đau khổ nhất thường là danh, lợi, tình. Đó cũng chính là cái mê của con người. Cũng vì danh lợi tình mà người ta hình thành duyên nợ, mãi không thể dứt bụi hồng trần, ở trong luân hồi mà vô tri. Một người khi không mang theo dục vọng thì phẩm chất sẽ tự trở nên cao đẹp. Khi ít dục vọng con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ được khai thông. Khi không bị danh, lợi tình cảm chi phối, con người sẽ có thể tìm được phương hướng trong cõi mê. Trạng thái này cũng khiến con người luôn lý trí ở trong mọi cám dỗ mà bảo trì được tâm thái thanh tỉnh không đánh mất mình. Người có thể coi nhẹ được mất trên thế gian thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát, họ mới có thể không bị mê mờ. Hơn thế nữa, mặc dù con người chìm đắm trong cõi mê, mặc dù mang thân người là cội nguồn của khổ đau, nhưng Phật gia cũng cho rằng thân người là điều chân quý nhất. Nhà Phật cấm sát sinh, cũng cấm tự tử, thân người là vô cùng chân quý. Bởi vì Phật gia cho rằng trong ước vạn sinh linh, chỉ có con người mới là anh linh của vạn vật, mới được phép tu luyện thoát khỏi bể khổ, nên chỉ có đắc thân người mới có cơ hội giải thoát. Cho nên suốt cuộc đời này mỗi người đều phải trân quý bản thân, bước lên tu luyện và tìm con đường trở về đúng đắn cho sinh mệnh của chính mình. Người có cảnh giới trí tuệ cao siêu, có tín ngưỡng kiên định sẽ có nhận thức thanh tỉnh và siêu thoát về sinh tử vô thường, nhân duyên và ý nghĩa chân chính của đời người. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.